sẽ bước vào cái tuần lễ, đó là tuần lễ đặc biệt Thanksgiving. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa về những gì Chúa làm trên chúng ta. Xin Đức Chúa đã ban phước cho gia đình chúng ta, cuộc đời chúng ta, cả Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này. Cảm ơn Chúa. Xin Đức Chúa đại ban phước cho toàn thể chúng ta trong sự thờ phượng sáng hôm nay. Chúa là tốt lành và mọi lúc mọi nơi. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Lạy xin dâng lên Chúa đi. Trong đời tình yêu của Chúa mãi không phai, cho dù tận lòng này bao gian khổ, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giêsu ngài vẫn yêu. Ôi tình yêu thương, bởi vì của Chúa đã cứu tôi này, lòng tôi luôn ca dâng Giêsu. Tình cảm lòng này dâng cho Chúa, mọi niềm anh quy truyền đạo danh Chúa, nguyện hát đời chúng con cha kính yêu. Cha kính yêu. Hallelujah, cảm tạ Chúa, con xin dâng lên Chúa tiếng hát khen. Hallelujah, khen ngợi Chúa, tung hô danh công quý đến muôn đời. Lòng người khen cha yêu thương suốt mãi trong đời, tình yêu của Chúa mãi không vơi. Cho dù tan lòng này bao tháng rồi, cho dù cuộc đời này bao thay đổi, Giêsu ngài vẫn huyết của Chúa đã cứu tôi này, lớp tôi trong cao danh Giêsu. Xin nguyện cho lòng này dâng cho Chúa, mọi việc này quy truyền trao danh Chúa. Xin hát lời chúng tôi cha kính yêu, bởi huyết của Chúa đã cứu tôi này, lớp tôi trong cao danh Giêsu. Trong lòng này dâng cho Chúa, mọi miệng này quyền truyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúc tôn cha kính yêu, nguyện hát lời chúc tôn cha kính yêu. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, ngày ban Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Chúa, ngài thắng qua em nhẹn, chúc con ngài vì luôn bên con. Cảm ơn ngài bằng cơn xin nhớ mọi ngợi khen Chúa cho dù thắng được. Cảm ơn ngài lao ra hết nửa mong Chúa ban Chúa là Chúa an nghề. Xin mời bên nữ hát. Cảm tạ Chúa, ngài ban Chúa Giêsu. Xin mời bên nam hát. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, ngài thắng qua em chúc con ngài vì ngài chúng ta cùng hát với nhau. Cảm ơn ngài bằng thân xin con hoài ngợi khen Chúa cho dù thắng thương. Cảm ơn ngài lao ra hết nửa bước chúc tay Chúa là Chúa an bình. Bởi huyết Chúa, bởi huyết của Chúa đã cứu tôi này, lớn tôi trong cao danh Giêsu. Xin nguyện trong lòng này dâng cho Chúa, mọi mình anh quyền quyền rao danh Chúa, nguyện hát lời chúng tôi cha kính yêu. Nguyện hát lời chúng tôi, nguyện hát lời chúng tôi cha kính yêu. Nguyện hát lời chúng tôi, nguyện hát lời chúc tôn cha kính yêu.
cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa, bài hát thật là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa, ngày ban Chúa Giêsu, rồi bởi huyết của Chúa mà chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời chúng ta. Thật là tuyệt vời. Một lần nữa chúng ta tôn vinh Chúa. Thank you Lord. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta. Khi con đến với Cha, mọi điều từ lòng con chỉ mong thưa cùng Ngài lời biết ơn, lời cảm ơn về mọi điều mà Cha đã ban, về mọi nguồn hạnh phúc Chúa tuôn trong cuộc đời. Chúa, với tất cả sự cao, để chúng ta dâng cho cảm ơn Ngài, biết ơn Cha và cảm ơn Ngài. Cảm ơn Jesus, cảm ơn Ngài, biết ơn Cha và cảm ơn Ngài, suốt cuộc đời. You've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a song of praise, with an outspread arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a song of praise, with our strength up, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Come on, Guy. Come on, Guy. Being a Java, come on, Guy. Hallelujah. Come on, Guy. Being a Java, come on, Guy. So good. Cảm ơn Chúa. Như Thi Thiên 103, bài hát này thật là tuyệt vời, giống như tinh thần của tác giả Thi Thiên 103, lời của Chúa nói rằng: Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong chúng ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta chớ quên các hân huệ của Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi vì tại sao? Bởi vì Ngài tha thứ tội ác chúng ta và chữa lành mọi tật bệnh của chúng ta. Cảm ơn Chúa Giê-xu của chúng ta. Tiếp tục ngợi khen Chúa của chúng ta thật tuyệt vời sáng hôm nay. Oh hallelujah. Và trong khi đó, chúng ta sẽ hầu về Chúa trong sự dâng hiến. Tiếp tục cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng ta. Hallelujah. Ân điển Cha giống như sông tươi mát. Ân điển Cha giống như sông tươi mát, tươi mới trong tâm hồn. Xin Chúa Giêsu yêu thế nhân,
lại đang trong tâm con cảm ơn Giêsu đấng cứu con. Chúa cứu tâm này cứu thân con. Take this life deliver the so of your holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. Set me free. Set me free. Christ my Savior, rescue me. Thank you, Jesus. Set me free. Oh, you set me free. Christ my Savior, rescue me. Vâng, cảm ơn Chúa. Hãy suy nghĩ về những phước hạnh. Hãy đếm các ân phước của Chúa ban. Amen. Hãy suy nghĩ về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời chúng ta để thêm lời tạ ơn Ngài, quý vị. Vì điều tốt lành Đức Chúa Trời ban cho gia đình chúng ta, Ngài ban sức khỏe cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta năng lực, Ngài ban cho chúng ta sự sống, Ngài ban ơn cho chúng ta để hầu việc Ngài. Ngài Chúa lành chúng ta. Hallelujah. Amen. You've given me life. Hallelujah. You're giving me life. You open my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You enter my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Chúa phá bình vì con. Mơ mắt con xem thấy. Xem ai yêu Ngài. Xem ai yêu Cha. Chúa đến người trong con. Chúa đang biến xin con. Xem ai yêu Ngài. Xem ai yêu Cha. Cảm ơn Giêsu đấng cứu con. Cảm ơn Chúa Giêsu cho con. Chúa của tâm này. Mọi người chúng ta hãy cảm ơn Ngài. Cứu thân con. We say thank you Jesus, set me free. Hallelujah. Thank you Jesus, set me Christ my Savior, rescue me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Set me free. Christ my Savior. Christ my Savior. Hallelujah. Rescue me. Oh, cảm ơn Giêsu, cảm ơn Giêsu, cảm ơn Giêsu. Đấng cứu con. Chúa của tâm này. Cứu thân con. Chúa của tâm này cứu thân con. Chúa của tâm. Chúa Giêsu chúng ta thật tuyệt vời sáng hôm nay, thật ngọt ngào ở trong Chúa sáng hôm nay. Vâng, xin mời quý vị cùng an toàn và xin mời cô Diễm trong phần tiếp tục hướng dẫn. Và chúng ta sẽ có những bài làm chứng rồi sẽ có một món quà đặc biệt cho quý vị nữa, quý vị.
mà chúng ta muốn dâng lên Chúa những lời biết ơn, những lời ngợi khen Chúa qua tấm lòng của chúng ta đối với Chúa. Sáng hôm nay khi mà đến nhà thờ thì Diễm có đọc cái tờ flyer của Hội Thánh. Và cái câu đầu tiên mà nó đập vào mắt Diễm á, rất là hay. Mặc dù có những cơn đại dịch đang xảy ra, nhưng mà cái điều đó không có ngăn được con cái Chúa dâng lời ngợi khen Chúa. Amen. Và mỗi một ngày chúng ta sống ở trên đất này là mỗi một ngày mà chúng ta dâng sự ngợi khen và sự tạ ơn đối với Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng ta sống trong một cái tháng để biết ơn nhau và biết ơn Chúa. Chúng ta biết ơn chồng, ơn vợ, con cái, anh chị em và nhất là những người trong hội thánh. Và khi chúng ta yêu thương, chúng ta nhớ ơn nhau thì chúng ta cũng nhớ đến Chúa là đấng đã ban ơn cho chúng ta để chúng ta có được ngày hôm nay là bởi ơn của Chúa. Sáng ngủ thức dậy thấy chúng ta còn thở, còn khỏe mạnh, đó là một lời cảm ơn Chúa rồi đúng không ạ? Đó là cái sự cảm ơn Chúa và cái tấm lòng của chúng ta tới với Chúa là thấy đủ rồi đúng không ạ? Cảm ơn Chúa cho chúng con còn sống động trên đất này để chúng con có cớ để ngợi khen Chúa. Amen. Để cảm ơn Chúa. Và giờ này chúng ta sẽ có những lời làm chứng của tất cả ông bà anh chị em trong hội thánh. Mỗi người sẽ có một phút để nói lên cái sự biết ơn mình đối với Chúa. Những ngày vừa qua Chúa làm cho mình những cái ơn phước mà mới nhất Chúa ban cho mình. Để giờ này chúng ta có thể dâng lời cảm ơn Chúa và biết ơn Chúa để cùng nhau khích lệ. Xin mời ạ. Dạ, xin mời Minh Hoa. Trước tiên là Quỳnh Hoa xin cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban phước cho đời sống của Quỳnh Hoa trong những năm vừa qua. Và Quỳnh Hoa xin cho 2 phút Quỳnh Hoa cảm tạ Chúa, dâng lên Chúa cái điều mà Quỳnh Hoa nói thay cho gia đình. Đó là gia đình vừa mới mua được một căn nhà ở bên Việt Nam. Cái này mình không biết phải nói sao, nhưng mà không biết là qua cái đại dịch này thì nhà đất Việt Nam nó bị đứng lại thì nó được rẻ, và nhờ như vậy mà gia đình Quỳnh Hoa mua được một căn nhà. Mấy chị em hôm lại để mua được một căn nhà mà bao nhiêu năm mấy chị em mơ. Nếu như mà cái đại dịch, mình không có nói là cảm ơn cái đại dịch này, nhưng mà giống như là nó cũng một phần nào nó cũng giúp cho là nhà đất có thể xuống được mà mình mới có thể mua được, còn không thì không bao giờ mình dám nghĩ là mua được căn nhà bên Việt Nam, bởi vì giá nó rất là cao. Cho nên là cảm ơn Chúa là Chúa đã ban phước cho mấy chị em hùng lại để mà mua được một căn nhà rộng rãi hơn để cho má ở cùng với lại mọi chị em. Rồi mỗi khi mà ở bên Mỹ về thăm thì có thêm phòng để ở, vì căn nhà cũ hiện tại nó chỉ có 2 phòng thôi. Cho nên là cảm ơn Chúa cái điều đó. Cho nên đáng lý là Quỳnh Hoa cảm ơn Chúa trước đây 1 tháng, nhưng mà vì giấy tờ chưa có xong cho nên Quỳnh Hoa muốn đợi là khi nào giấy tờ xong Quỳnh Hoa mới là dâng lời cảm tạ Chúa để mà khích lệ tấm lòng của anh chị em của mình hôm nay, là những gì mà mình kêu cầu Chúa thì Chúa lại luôn luôn lắng nghe, nhưng mà sự đáp lời của Chúa là đúng thì và đúng kỳ của Chúa. Cho nên là chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện với những điều mà chúng ta ước mong, cũng như là những điều mà chúng ta cầu xin phải lẽ đẹp ý Ngài, thì Ngài sẽ luôn luôn ban phước lại cho đời sống của chúng ta. Quỳnh Hoa cảm ơn Chúa cái điều đó. Trong suốt bao nhiêu năm trời mấy chị em cũng cầu xin cầu nguyện Chúa như vậy, và đúng ngày đúng kỳ và Chúa đã ban phước cho gia đình của Quỳnh Hoa một căn nhà. Cảm tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa luôn ở cùng. Cảm ơn Chúa. Alleluia. Cảm ơn cô Quỳnh Hoa. Cái cơn đại dịch đã đem đến cái lời cảm tạ Chúa thật là lạ lùng đúng không ạ? Chúng ta biết ơn Chúa trong mọi chuyện thì Chúa sẽ biến cái nghịch cảnh thành thuận cảnh. Dạ, cảm ơn Chúa. Xin mời cô Mai ạ. Ok. Dạ, kính thưa Hội Thánh và kính chào thưa Mục Sư. Thì tôi thì cũng là một cơ đốc nhân mới, thì cũng tính ra chi ly thì cũng được 1.5 năm, nhưng mà tôi cũng cảm ơn Chúa là trong cái thời gian mà tôi đến với Chúa thì tôi thấy là trong mặc dù là có đại dịch
toàn cầu, nhưng mà gia đình tôi thì các cháu là cũng có công ăn việc làm tốt. Thì tôi cũng điều đầu tiên là tôi cảm ơn Chúa đã tạo điều kiện cho con tôi có công việc làm và các cháu cũng đều khỏe mạnh và cũng không có bị dịch lây lan, và cũng báo tin cho cả hội thánh biết là hai đứa cháu ngoại thì cũng đã được vào trường điểm của Arizona này. Cái trường ấy rất là tốt, nó nằm ở trên cái chỗ cót đèo, thì cháu học chuyên ngành, chuyên cái ngành của cháu, và cháu đã cấp 3. Và con trai thì cũng có công ăn việc làm tốt lắm, cháu cũng lương lậu, nói chung là cũng tốt, mặc dù hãng ấy thì cũng lay off một nửa, nhưng mà công việc của cháu vẫn là an toàn. Và bản thân tôi thì tôi thấy là từ khi mà tôi biết Chúa thì Chúa cũng ban cho tôi có một sức khỏe và có một cái niềm vui tinh thần, bạn bè rất là tốt trong cái điều kiện mà dịch bệnh như thế. Mặc dù là tôi cũng có bị một chút, nhưng mà cũng chỉ là 2-3 ngày, thì cũng cầu nguyện thì Chúa cũng cho tôi một cái cơ thể rất là khỏe mạnh từ đấy đến giờ. Thì tôi thấy là tôi cũng cần phải nói lời đầu tiên là cảm tạ Chúa, và tôi cũng luôn luôn là cầu nguyện và đi theo với Chúa suốt đời. Amen. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, xin chào mục sư và anh chị em trong hội thánh. Nếu mà nói về những ơn phước Chúa ban thì mình không biết phải kể như thế nào cho nó gọi là nó hết những cái điều mà mình cảm nhận được những ơn phước của Chúa. Mình chỉ biết là hallelujah, con cảm tạ Chúa. Thì trong thời gian này thì nói chung ra thì hoàn cảnh chung cho nên không có đi làm. Thì từ ngày tháng 3 cho tới bây giờ thì mình cũng không có đi làm. Thì tới tháng 7 á, thì nhà mình cái máy lạnh nó lại shut down, nó bị hư. Thì như mọi người biết đó là Arizona mà tháng 7 là nó nóng ghê lắm, cả 110, 115 độ lận. Thì mình cũng dự định là thôi thì phải thay, thì cũng phải tốn một số tiền ít nhất là từ 5 hoặc tới 6 ngàn. Mình đã cho người estimate là mình cũng đã chấp nhận là mình phải thay thôi, tại nó cũng cũ quá rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng chỉ biết cầu xin Chúa thôi, nói xin Chúa, với khả năng con chỉ có như vậy, với hoàn cảnh như vậy, con xin Chúa mở đường cho con để con gặp được những cái, mua được cái máy tốt, hoặc là với cái khả năng con có, thì cảm ơn Chúa. Chúa mở đường từ cái giá mà 6.000 mà mình chỉ có tốn có 600. Cảm ơn Chúa, Chúa mở đường. Dạ, nhiều khi những người rất là gần gũi với mình mà mình không nghĩ rằng là mình có thể nhờ họ được. Nhưng mà Chúa đã tạo ra cho mình một cái hoàn cảnh mà đã gọi là mình cũng không hiểu đúng là ý Chúa thôi, chứ mình cũng không nghĩ rằng là mình có thể nhờ được người đó, mà rốt cuộc là đúng là cũng là một trong những con cái Chúa và cũng là anh em trong Chúa mà đã có những cái ý kiến hoặc là những cái sự mà gọi là giúp đỡ mình. Thì mình cảm ơn Chúa rất nhiều về cái vấn đề đó. Đó là về vấn đề về vật chất. Ngoài ra thì Chúa rất là gọi là di rê cho mình. Mình cảm thấy rằng là mình không đi làm, tiền không có vào, mà Chúa cho mình được những anh em trong nhà Chúa rất là thương yêu, từ bó rau, từ miếng thịt. Chúa ơi, con nghĩ là mình không có nghĩ rằng là mình sẽ được những cái phần quà nhỏ đó, nhưng mà tuy rằng là nhỏ, nhưng mà cảm ơn Chúa là với cái tấm lòng của anh chị em trong hội thánh, mình không biết nói sao, mình chỉ biết xin tạ ơn Chúa, và mình cũng xin Chúa chúc phước lại cho những người anh chị em đó. Và còn một điều nữa đó là về sức khỏe. Cách đây 2005 thì mình bị là phát hiện là mình bị viêm phổi, viêm gan, hepatitis C. Thì 2005 á, thì khi phát hiện được như vậy rồi á, thì cũng có điều trị. Nhưng mà rồi sau đó thì vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc làm thì nó cũng trôi qua thôi. Vì cái nói về vấn đề gia đình thì lúc đó nó đang bị nghĩa là rối rắm dữ lắm.
thì mình cũng quên bẵng đi. Thì rồi vẫn đi check up mỗi năm bình thường. Nhưng mà mấy người bác sĩ khác thì họ chỉ nói là check là blood test overall thôi, chứ họ không có đi vào một cái vấn đề riêng nào về cái specialist là cái gì hết. Thì năm nay đó mình cũng đi thì cái người bác sĩ này á, thì họ mới look at cái history của mình á, thì họ mới hỏi ngược lại là ở 2005 Du bị như vậy đó, thì Du có biết là Du có còn bị gì nữa không? Nó không, tôi vẫn bình thường thôi, không có gì hết. Thì họ lại muốn rằng là mình phải take cái blood test cho cái hepatitis C only. Thì mình lúc đó mình cũng tự nhiên mình cũng lo lắng. Thì mình cũng nói thôi Chúa ơi, bây giờ những cái trường hợp như vậy đó, con chỉ biết dâng lên Chúa. Xin Chúa thanh tẩy hết những cái độc tố trong máu của con, hoặc là những cái bệnh hoạn gì trong cậu con, xin Chúa cất ra khỏi đi. Tại vì đây là đền thờ của Chúa, con muốn là phải sạch sẽ, phải khỏe mạnh thì để con tiếp tục là thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa. Thì mỗi lần đi thử máu thì mình cầu nguyện như vậy, cái đó là đi thử máu cho cái vấn đề hepatitis C only. Đó thì mình cầu nguyện như vậy, thì khoảng một tuần lễ sau. Tuần lễ sau thì văn phòng bác sĩ gọi lại là cho biết kết quả là nó không có active anymore. Ôi mình chỉ biết khi mình nghe được cái tin đó, mình chỉ biết thank God, hallelujah, cảm tạ Chúa. Tại vì cái chứng bệnh đó mình biết, mình đã hỏi, mình đã tìm hiểu, thì nó không có đơn giản là uống thuốc là nó hết, mà nó có sẽ cứ tiếp tục ở trong cơ thể của mình. Thì cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành cho mình. Cho nên mình cảm thấy rằng là tất cả những gì trên đời này, tiền bạc, vật chất, nhà cửa, nó cũng không có còn tồn tại gì hết với mình, mà chỉ có cái tình yêu thương của Chúa luôn ở mãi với mình, luôn săn sóc mình, luôn che chở mình và luôn lo lắng cho mình. Nếu mình biết cầu xin, nếu mình biết cầu nguyện, mình biết trông cậy vào Ngài. Chúa ơi, con chỉ biết dâng lên lời Chúa. Đó là những một trong những cái vấn đề rất là nhỏ của bản thân con thôi, còn trong gia đình con cái hay là những cái chuyện lặt vặt những cái nhỏ khác, con đều nghĩ rằng đó là những phước hạnh mà Chúa ban cho con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Thầy. Dạ, xin chào mục sư và toàn thể hội thánh. Sau tiếp theo là làm chứng của mọi người, thì em cũng xin dâng lên Chúa lời cảm tạ. Và như lời Chúa có nói, như qua các bài làm chứng, ta thấy là người ta không nghĩ là người ta cảm ơn cái đại dịch này, nhưng mà cảm ơn Chúa vì trong đại dịch chúng ta có Chúa. Và như lời Chúa có nói là như David có viết trong Thi Thiên 23 mà mọi người vẫn quen thuộc là Jehovah là đấng chăn giữ tôi chẳng thề thiếu thốn gì. Và chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta hôm qua, hôm nay và đến đời đời không hề thay đổi. Những hoàn cảnh chúng ta có thể thay đổi, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không hề thay đổi. Và vì cũng xin dâng lời làm chứng cho Chúa là cách đây thì mọi người cũng biết là sau khi mẹ về với Chúa thì Vi cũng có một thời gian nghỉ ngơi, cho nên ở nhà để chăm sóc gia đình. Và sau đó thì cũng có định quay lại công việc làm cũ. Thì cảm ơn Chúa lúc đó thì cái chỗ làm cũ họ cũng có cái offer cho mình để họ nhận mình vô và nói chuyện này kia rất là bình thường. Thì mình nghĩ vui quá vậy thôi, mình cũng sắp đi làm rồi. Nhưng mà sau đó thì mình cứ chờ hoài mà không thấy họ trả lời. Thì mình có email lại để hỏi cái người chủ cũ. Thì có vẻ ngại ngùng thì ông trả lời là bởi vì có cái sự thay đổi. Và mọi người cũng biết là cái thời điểm đó là bắt đầu là râm ran là cái cơn đại dịch. Chúng ta đã nghe đến cái điều đó. Thì cho nên họ không có nhận Vi vô làm lại nữa.
Và tự nhiên lúc đó mình cũng hơi hụt hẫng, và lúc đó cái nỗi buồn riêng chưa dứt thì tự nhiên tới công việc làm mà mình cũng hơi hụt hẫng và cũng có cầu nguyện Chúa. Thì sau đó, sau qua cơn đại dịch cho tới khoảng tháng 5, tháng 6 thì Vi mới bắt đầu xin apply lại công việc làm. Và mọi người cũng biết là thời điểm đó là cái tỷ số thất nghiệp ở trên nước Mỹ rất là nhiều. Và mình là chỉ là một cái con số nhỏ thôi. Và nhiều khi mình cứ nghĩ là ồ, bao nhiêu người giỏi ở ngoài, còn mình thì chỉ là ở cái vấn đề trung bình thôi. Là cái compete market ở ngoài đó, nó rất là cao. Mà không biết là tới khi nào tới lượt mình. Nhưng mà cậy ơn Chúa thì Vi cũng apply cho rất là nhiều chỗ. Và hầu như là phỏng vấn mỗi tuần luôn, mỗi tuần đều có những cái interview. Và nhiều khi mình nhìn thấy chỗ này chỗ kia, mình thấy ồ chỗ này chắc mình hợp với mình nè, mình làm. Nhưng mà từ từ hả, mọi thứ nó đều trôi theo lãng quên hết. Và trong khi đó mình cũng có cái sự thất vọng này kia, nhưng mà cảm ơn Chúa thì Chúa có mở đường cho cái công việc mình gọi là vui là cái nghề tay trái. Thì cũng dùng cái nghề tay trái đó cũng là cái niềm vui khoai khỏa, và cũng như phụ thêm tài chánh cho gia đình. Và cảm ơn Chúa thì Chúa cũng chúc phước cho điều đó. Nhưng mà cũng vẫn interview này kia, nhưng mà phải thật sự là khi mà mình nhìn thấy cái mắt của mình á, thì mình thấy cái gì cũng tốt hết. Và mình đều nghĩ cái gì nó cũng là cái điều mà mình sẽ đạt được, mình sẽ xứng đáng. Nhưng mà mình quên là có một đấng biết cái điều tốt hơn, và cái điều đấng đó dành cho mình là cái điều tốt nhất, chứ không phải là cái điều tốt mà cái mắt mình thấy. Nếu như quý vị đọc trong Kinh Thánh, quý vị thấy biết là có những cái gương trong Kinh Thánh, khi mà họ nhìn bằng mắt mình, họ nhìn cái mắt thường của họ, họ chọn thì luôn luôn là họ bị bóp ngã. Và thật sự là cảm tạ Chúa là nhiều khi có những cái công việc họ offer lương rất là thấp so với cái công việc cũ. Nhưng mà Vi cũng nói với Ân, nói thôi chắc em làm, em nhận em làm để cho có kinh nghiệm. Thì mình cũng chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà họ cũng không nhận mình luôn. Nhưng mà thì cảm ơn Chúa là thấy cứ càng ngày thì càng những cơ hội nó trôi qua mà mình nói ủa mình đâu có đến nỗi mà coi như là họ không nhìn tới mình như vậy. Thì có một ngày thì lúc đó Vi vừa xong cái phỏng vấn của một cái chỗ làm của một người chị em trong Chúa, thì người bạn đó cũng có giới thiệu cho Vi cái chỗ đó. Thì Vi có cầu nguyện, nói là Chúa ơi, tự nhiên Chúa cảm động mình dâng Chúa cái lời cầu nguyện đó. Thật sự cái chỗ này mà Chúa dành cho con á, thì Chúa cho con có cái sự bình an. Còn nếu như mà cái chỗ này Chúa không có dành cho con á, thì Chúa hay đổi nó. Thì tự nhiên cái sau cái buổi phỏng vấn, cái Vi thấy nó không có cái lòng mình, nó không có thoải mái. Và thường thì lúc nào phỏng vấn xong thì cũng tới giờ cơm trưa là lo cơm cho chồng với con rồi. Thì nhưng mà hôm đó sau lại nán lại trên cái computer, cái mới kiếm thì có những cái position họ post lên. Thì có một cái chỗ kia tự nhiên nó đập vô mắt mình, cái công việc nó cùng với những kinh nghiệm của mình. Thì Vi apply thử, thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ sau họ email lại. Họ nói là bây giờ chúng tôi muốn có một cái interview với bạn, thì bạn sắp xếp giờ giấc như thế nào để với chúng tôi. Thì ngày hôm sau, cái người manager đó họ gọi để họ interview, thì nói chuyện trên phone cũng 45 phút đồng hồ. Và chiều hôm đó là 3:30 thì Vi có một cái interview nữa cũng cùng một cái company đó luôn. Và sau khi mình review này kia thì mình thấy cái chỗ làm nó thấy nó cũng nó lập cái chỗ làm mới, giống như là một cái company họ mới thành lập ra thôi trong vòng 2 năm. Nhưng mà mình thấy công việc làm nó cũng rất là phù hợp và cũng có cầu nguyện với Chúa. Thì trong lúc đó 3:30 thì sẽ có một cái interview nữa. Thì lúc đó 3:15 thì cái số phone hồi sáng gọi tới, thì cái người manager đó họ gọi tới, cái mình tưởng là ổ sao chắc là họ gọi cho cái interview kết mà họ gọi sớm hơn, và cũng là một cái người đó. Thì anh ta mới nói là bây giờ chúng tôi thấy cái kinh nghiệm của bạn rất là hợp với lại cái công việc chúng tôi đang cần, và chúng tôi sẽ offer cho bạn cái mức lương cao nhất mà chúng tôi offer cho một cái người cái position này. Và tự nhiên cái lúc đó mình cũng vui quá, cái mình
mình cũng không nghe là có thật nghe rõ như người ta nói hay không, thì cũng có hỏi lại, thì anh ta có khẳng định là như vậy. Và sau đó thì quý vị biết là thường những cái giấy tờ mà về hiring process đó, thì nó take khoảng từ 2 cho tới 3 tuần. Còn cái chỗ này trong từ ngày thứ 5 mà họ liên hệ với Vi á, thì tới ngày thứ 2 là ngày 2 tây tháng 11 á, trong vòng 3 ngày cuối tuần thôi là họ đã hoàn thành xong hồ sơ để họ mướn. Tới ngày 2 tây tháng 11 là Vi bắt đầu, để Vi bắt đầu ngày đầu tiên Vi đi làm. Và cảm tạ Chúa là cái chỗ này khi mà mình làm, mình làm việc qua cũng 3-4 chỗ rồi, thì mình có cái sự so sánh. Và cảm ơn Chúa cái chỗ này là cái chỗ trả lương cao nhất từ trước đến giờ cho Vi. Và cái chỗ mà họ có những cái benefit tốt nhất từ trước đến giờ cho Vi. Và cái môi trường làm việc và cũng như công việc làm và những cái người đồng nghiệp làm chung là thật sự là mình thấy là đúng là những cái gì tốt nhất là Chúa dành cho mình. Và cảm tạ ơn Chúa thì mình thấy là nhiều khi mình có những cái sự nghi ngờ hay là mình có những cái gì mình theo cái cảm xúc của mình, nhưng mà mình biết là khi mà mình trình dâng lên cho Chúa và cũng mình tạ ơn Chúa thì mình ngợi khen Chúa thì Chúa sẽ mở đường cho mình. Và cũng nhân đây cũng cảm ơn phòng cầu nguyện I Pray mỗi sáng. Thật sự là khuyến khích cho quý vị chúng ta vào, tại vì khi đó thì chúng ta sẽ có những cái nan đề, không phải chỉ có nan đề chúng ta không, mà nan đề của những người khác. Chúng ta có cơ hội cầu thay cho anh chị em của chúng ta, và chúng ta cũng có cơ hội được các anh chị em khác cầu thay cho chính mình. Và Vi là một trong những người được rất là nhiều chiến sĩ cầu nguyện cầu thay, bởi vì cái vấn đề của mình mục sư đã làm trình dân trên cả gần một năm rồi. Và Chúa có trả lời, và không phải chỉ bởi một mình mà còn bởi qua sự cầu nguyện của các anh chị em trong Chúa của mình nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Vi. Và khi Vi có việc làm thì Diễm cũng có việc làm luôn. Cảm ơn Chúa. Lạ lùng một cái là khi mà Diễm qua Mỹ thì xin Chúa cho mình cũng có cái việc làm giống như việc, và mình có khả năng làm cái công việc này ở đây. Nhưng mà sau cái lời cầu nguyện mình lại Chúa lại muốn mình thay đổi một chút. Có nghĩa là nói Chúa ơi, con muốn có việc làm ở đây đỡ người khác nữa. Mình cầu nguyện như vậy nhưng mình không biết cái việc làm, mình vừa đi làm vừa giúp đỡ người khác thì làm sao làm được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa cho những công việc làm chủ yếu là đi giúp đỡ những người lớn tuổi không lấy xe, không có thể nói tiếng Anh được. Và mình nghĩ trong lòng rằng Chúa ơi, con giúp đỡ những người này và Chúa sẽ dành phần thưởng con ở trên thiên đàng. Mình nói như vậy đó, con làm việc ở, Chúa dành phần thưởng con trên thiên đàng. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi mình làm cái công việc đó bằng cái tấm lòng chân thật của mình đó, thì Chúa không có đợi mình lên trển đi nhận đâu mà anh chị em. Chúa cho Diễm nhận ở tại đây luôn. Và cảm ơn Chúa vô cùng vì những cái điều mà chu cấp của Chúa. Và cái công việc mà Diễm nói là vừa làm vừa giúp đỡ thì Chúa cho luôn là mình có một cái ý nghĩa là giúp một người nào đó trong hội thánh hoặc là một người lớn tuổi nào đó, và những gì mình cầu nguyện Chúa cho hết, và cái phần thưởng mà Chúa cho mình nó còn nhiều hơn những gì mình suy nghĩ nữa. Cho nên khích lệ em là làm công việc Chúa không bao giờ bị lỗ lã cả. Từ những cái hành động dọn ghế, lau bàn, rồi chỉ cần giúp đỡ một người khác bằng một lời khích lệ cũng là cái cách hầu việc Chúa. Và ông bà cho em có mặt ở đây trong phòng nhóm này buổi sáng hôm nay cũng là đem lại sự khích lệ cho người khác nữa, cũng là hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa. Sau đây chúng ta sẽ nghe được lời làm chứng của bé Sam về sự Chúa chữa lành. Và sau khi Sam làm chứng xong thì gia đình chị Hạnh và anh Ron chuẩn bị. Chào hội thánh. Con cũng về sự chữa lành của Chúa. Sự chữa lành của Chúa tại vì từ lúc mà con qua Mỹ, con bị cái mũi của con như là không có thở được, giống như là nó bị crooks vô, giống như là nó bị đi xuống chứ nó không có mở được cái đường giống như là để con thở bình thường được. Xong rồi lúc mà con xong rồi tới cái 2 tuần trước thì con mới bắt đầu đi bác sĩ, tại vì con tưởng là không thở được cũng là bình thường thôi chứ đâu có là chết chóc gì đâu. And like I don't really care about it. Xong rồi cái đi
đi bác sĩ. Thì bác sĩ nói là cái này là không thở được, là nó sẽ chắn cái việc như là đi bộ hay là chạy hay là như là đứng cũng mệt nữa, tại vì không có thở được. Xong rồi cái bác sĩ nói là giờ còn một cách là nếu mà xịt mũi không hết thì phải đi mổ. Xong rồi con sợ quá, chân tôi cũng nói là oh no, ghê quá. Xong rồi cái về nhà cái cầu nguyện xịt thuốc rồi thì nói là thôi chú ơi con không muốn mổ đâu, con sợ lắm. Hồi đó tới giờ con chưa bao giờ con bị vậy. Xong rồi cái cầu nguyện quá chừng luôn. Xong rồi cái tuần trước con đi bác sĩ lại, xong rồi bác sĩ nhìn bác sĩ nói là ủa xịt hết một chai là hết luôn rồi, khỏi cần xịt 4 chai, thôi đi về khỏi cần mổ nữa. Xong rồi con nói là amen quá chừng luôn, khỏi cần mổ nữa. Cảm ơn Hội Thánh. Amen. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Chúa trên bé Sam, để Sam có lòng tin cậy Chúa hơn và thêm lên đức tin trong sự nhờ cậy Chúa. Cảm ơn Chúa. Gia đình chị Hạnh, anh Ron có chuẩn bị chưa ạ? Are you ready, Ron, for 1 minute? All right. Next time. Yeah. Cảm ơn Chúa vì những lời làm chứng của ông bạn cho em buổi sáng hôm nay. Thật là được phước và... cái điều này đem lại sự khích lệ rất là lớn cho chức vụ của chúng tôi trong sự hầu việc Chúa. Đây là cái phần thưởng lớn nhất mà Chúa ban cho chúng tôi. Và sáng hôm nay thật sự là danh Chúa được vinh hiển vì những lời làm chứng của bà chị em. Thật là được phước vì những lời làm chứng Chúa chu cấp, Chúa chữa lành, Chúa gìn giữ, bảo vệ. Và trong cái cơn đại dịch vừa qua, Hội Thánh chúng ta cũng có những bà chị em cũng bị nhiễm con virus này. Nhưng mà đã qua rất là nhẹ nhàng. Và người ta nói rằng những người 60 tuổi, 70 tuổi trở lên bị thì rất là có nguy cơ, rất là nguy hiểm. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho ông bà cho em chúng ta trải qua nhẹ nhàng và hết luôn. Và Diễm nói với Chúa rằng, Chúa ơi chắc ông bà cho em chúng con mới có 40-50 tuổi thôi. Cho nên nó qua rất là nhanh và dễ dàng. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin Chúa ở cùng ban sức khỏe, bình an, giữ gìn chúng ta trong mùa đại dịch này để những gì đến với chúng ta, để chúng ta có cớ dâng lên lời cảm ơn Chúa. Hallelujah. Giờ này Diễm xin mời tất cả chị em phụ nữ đến đây để chúng ta có thể hát chung với nhau một bài dân ca để ngợi khen Chúa. Xin mời, đừng ngại à. Cái bài dân ca rất là quen và rất là dễ hát. Chúng ta có thể đến đây để ngợi khen Chúa. Mời chị Hạnh, mời cô Mai. Chúng ta có thể đến đây để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Không phải lên hát à, lên để chúng ta nói rằng ôi Chúa ơi con cũng muốn dâng lời cảm ơn Chúa. Thay vì làm lời làm chứng thì chúng ta có thể đến đây để ngợi khen Chúa. Trước khi mình hát em có một lời tạ ơn Chúa. Amen. Mọi người ai cũng tạ ơn Chúa hết trơn mà. Thật ra lâu lắm rồi em chưa có đứng lên để hát ngợi khen Chúa. Mà cũng thời gian qua em promise là chỉ có một phút thôi. Mọi người đều cảm ơn Chúa, mình cũng cảm ơn Chúa. Thật ra hồi có rất 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 nhiều điều để cảm tạ ơn Chúa trong năm nay chứ. Một cơn đại dịch xảy ra nước Mỹ, nhưng mà trong đó thì từ năm ngoái tới giờ thì Huệ cũng cảm ơn Chúa đã cho mở một cái business. Xong rồi Quỳnh Hoa hồi nãy mới nói về nhà cửa thì Quỳnh Hoa cũng nhắc lại là Chúa cũng cho Huệ được cùng với người Anh ở Việt Nam mua được một căn nhà nữa. Ở bên Việt Nam. Rồi những sự việc tới đây hồi nãy nhớ rồi bây giờ cũng quên. Là thật ra nhiều thứ Chúa làm việc mà nhiều khi mình không có để ý tới. Nhưng mà nhìn lại á thì Chúa lại cho mình rất là nhiều. Quên cầm một cái phone. Em muốn cảm tạ Chúa, chạy một tí xíu. cái câu kinh thánh này hồi nãy gán thuộc lòng mà không có bây giờ thấy ngồi rung quá nên quên hết trơn phải không? Để em đọc cái câu kinh thánh mà Chúa cho ha. Ở Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 là Đức Giê-hô-va phán: Vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Thì qua câu kinh thánh này, Chúa thật sự là
trong những cái đại nạn thì Chúa đã cho Kim Huệ được một cái hy vọng, mà những cái hy vọng đều là Chúa có chương trình hết, thì mình cảm tạ ơn Chúa điều đó. Thì có cơ hội khác thì làm chứng thêm. Amen. Bây giờ mình sẽ hát tôn vinh Chúa. Cuộc đời mới, tạ ơn Cha xuống phước ơn cho cuộc sống con cảm ơn Cha luôn nhìn giữ, Cha dắt đưa con suốt ngày đêm, Cha là thuấn tre, là nơi náo rước đời con. Tạ ơn Cha đứng bên cho gia đình hạnh phúc, dắt con qua tháng ngày khổ đau. Con xin tạ ơn lòng đi nhớ, công ơn Cha ngày đêm. Có Chúa là nhớ cho cuộc đời. Ơi họ ơi, các khi ơn Ngài, sống cho danh Ngài là danh trên hết mọi. Ơi, có Cha trong đời, tâm hồn phơi phới hát lên cùng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Cha đấng ban cho con cuộc đời mới, tạ ơn Cha suốt phước ơn cho cuộc sống con. Con cảm ơn Cha luôn gìn giữ, Cha dẫn đưa con suốt ngày đêm. Cha là thuấn tre, là nơi nấu nương đời con. Tạ ơn Cha đấng ban cho gia đình hạnh phúc. Tạ ơn Cha dắt con qua tháng ngày khổ đau. Con xin tạ ơn lòng ghi nhớ. Công ơn Cha ngày đêm, có Chúa là nhớ cho cuộc đời. Ơi họ ơi, các khi ơn Ngài, sống cho danh Ngài là danh trên hết mọi danh. Ơi họ ơi, có Cha trong đời, tâm hồn phơi phới hát lên cùng tạ ơn Chúa. Ơi họ ơi, khắc ghi ơn Ngài, sống cho danh Ngài là danh trên hết mọi danh. Ơi họ ơi, có Cha trong đời, tâm hồn phơi phới hát lên cùng tạ ơn Chúa. Có Cha trong đời, tâm hồn mới mới hát lên cùng tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn các chị em. Xin Chúa ban phước. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta sẽ chuẩn bị nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Và trước khi chúng ta nghe lời Chúa thì Diễm xin dâng lời cầu nguyện Chúa cho của lễ chúng ta buổi sáng hôm nay, và lời Chúa được rao ra một cách bình an. Cảm ơn Chúa. Xin ông bà anh chị em chúng ta hiệp ý lại trong sự cầu nguyện. Chúng con kính lạy Cha yêu dấu của chúng con là đấng ban sự bình an, ban hạnh phúc cho gia đình chúng con và giữ gìn chúng con, ban sức khỏe và giữ gìn chúng con trong suốt thời gian, trong quãng đời và trong những giây phút mà chúng con đi với Chúa.
Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh Chúa buổi sáng hôm nay ở cùng từng ông bà chị em chúng con trong lời làm chứng. Chúng con thấy được sức sống, chúng con thấy được sự trưởng thành và sự lớn lên của ông bà chị em trong Chúa. Chúng con được khích lệ về điều đó. Và sáng hôm nay, tất cả những gì chúng con làm chứng là một của lễ mà Ngài đẹp lòng chúng con dâng lên cho Chúa. Và chúng con cũng có của lễ bằng sự dâng hiến của chúng con, bằng những gì chúng con làm ra buổi sáng hôm nay, chúng con dâng cho Chúa. Và với tấm lòng là chúng con muốn được hầu việc Chúa, gắn bó và góp sức cho công việc nhà Chúa, hầu cho vương quốc Chúa được mở mang và bờ cõi của Chúa được mở ra tại trong đất này. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho ông bà chị em trong công việc làm, sức khỏe, bàn tay ông bà chị em chúng con làm ra được thu lại gấp bội những gì mà Ngài thấy tấm lòng ông bà chị em chúng con buổi sáng hôm nay. Và chúng con cũng cầu nguyện cho lời Chúa được rao ra buổi sáng hôm nay được bình an. Xin Chúa dùng lời Chúa nâng đỡ, khích lệ, an ủi và giúp sức để chúng con có thể vượt qua được mọi thử thách, mọi cám dỗ và mọi khó khăn trong cuộc đời này khi mà chúng con có lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha và thành kính cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh hướng dẫn luôn cái phần này. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô Diễm đã hướng dẫn trong chương trình hôm nay. Quý vị có thấy nha, buổi nhóm của chúng ta rất là được phước. Cảm ơn Chúa. Rồi tôi nghe những cái bài giảng, những cái bài làm chứng của quý vị, đến cái lời làm chứng của quý vị đó. Bây giờ tôi thấy tôi không biết tôi giảng cái gì nữa rồi. Nó dư một bài giảng buổi sáng hôm nay cho chính đời sống của tôi. Cho nên là tôi sẽ tóm lại trong cái thời giờ mà chúng ta, những gì mà quý vị làm chứng đó, nó có những cái ý ở trong lời của Chúa và tôi sẽ tóm lại, cam đoan quý vị là sẽ không mất thời gian của mỗi chúng ta. Xin trân trọng kính chào Hội Thánh và một lần nữa tôi rất là vui bởi vì được nghe những lời làm chứng của quý vị dâng lên cho Đức Chúa Trời và đó là ý nghĩa của sự tạ ơn, ý nghĩa của Thanksgiving. Những gì mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta, từ tấm lòng chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời, đó là món quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất, thưa quý vị. Buổi sáng hôm nay, những gì quý vị làm chứng, những gì quý vị kể ra câu chuyện đó cho thấy Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời có thật, Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài là Đức Chúa Trời của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ 244 năm trước. Có một nhóm người di cư từ Anh Quốc sang đây vào năm 1620. Và những ngày đó họ đã chuẩn bị những cái thức ăn, nhưng mà phải trồng trọt. Rồi một năm sau đó thì họ kỷ niệm một năm, họ đến cái bờ cõi Hoa Kỳ này, cái vùng Bắc Mỹ này, nhưng mà phân nửa số người của họ đã chết vì đói, họ không có biết phải trồng trọt. Thì có một nhóm người thổ dân Đức Chúa Trời sai đến cái nhóm người di cư đó và dạy cho họ cái cách trồng trọt, dạy cho họ cái cách nuôi gia súc, bảo quản thực phẩm, vân vân. Và họ đã sống được một năm, họ đã tồn tại được thêm một năm nữa. Và tất cả những người yêu mến Chúa đó, còn những người còn lại đó, họ có thể trồng trọt được. Và họ bắt đầu ngợi khen Chúa, họ cảm tạ Chúa. Năm 1621 là lần đầu tiên những người di cư từ bên bờ bên kia của xứ Bắc Âu, Âu Châu. Và họ tổ chức sự cảm tạ và ngợi khen Chúa bởi những gì Chúa đã ban phước cho họ, Chúa đã gìn giữ họ. Và đó là cái ý nghĩa của cái ngày lễ tạ ơn đó quý vị. Cho nên tôi có cái phần Kinh Thánh ở đây thì tôi khích lệ quý vị, khuyến khích quý vị trở về nhà quý vị đọc. Ở trong sách ECT đoạn 9, câu 1 tới câu 2, câu 18 tới câu 22, nói về sự giải cứu của Chúa ở trên dân Israel. Đáng lẽ họ bị tuyệt diệt rồi và họ được Đức Chúa Trời cứu. Giống như câu chuyện của quý vị sáng hôm nay, đáng lẽ quý vị thất bại rồi, nhưng Đức Chúa Trời ban công việc cho chúng ta. Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta để cho chúng ta có thể sống được tới ngày hôm nay. Và trong cái câu chuyện này, người Israel đã thiết lập một cái lễ gọi là lễ Phu-rim. Cái lễ đó là lễ ăn mừng, bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu họ khỏi sự tuyệt diệt của Haman, một người độc ác lúc bấy giờ. Và họ giữ cái lễ cho đến ngày hôm nay, cứ hàng năm vào tháng 12, cái lịch của Do Thái, thì họ cũng ngợi khen Chúa, họ cảm tạ Chúa. Còn chúng ta ở Hoa Kỳ này, chúng ta có cái tháng 11 thì chúng ta cũng cảm tạ Chúa. Và dựa trên cái câu chuyện mà tôi kể cho quý vị, tôi khích lệ quý vị đọc cái câu chuyện này. Kinh Thánh cũng đã có cái lễ cảm tạ và ngợi khen Chúa rồi, từ sáng thế ký cũng đã có rồi. Noe đã dâng cái của lễ cảm tạ Chúa sau cái cơn đại hồng thủy. Đó là cái của lễ đầu tiên của thế giới, của con người mà đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời. Của lễ của Ca-in, của A-ben, dâng lên cho Đức Chúa Trời để cảm tạ Đức Chúa Trời đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy Kinh Thánh nói về sự tạ ơn, nói về tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Quý vị hãy đọc Ê-sơ-tê đoạn 9, quý vị sẽ thấy được cái ý nghĩa của sự tạ ơn
người Do Thái đối với Đức Chúa Trời như thế nào. Rồi đáng lẽ chúng ta đọc thì tôi lướt qua cho quý vị về lịch sử của cái sự tạ ơn từ trong Kinh Thánh. Thi Thiên 103 từ câu 1 tới câu 3. Tuyệt vời. Tác giả ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ân điển Ngài đã ban cho. Sáng hôm nay chúng ta có ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ân điển Chúa ban cho chúng ta không? Trong cái mùa dịch này mà mua nhà được. Không có cái chuyện Covid đó thì chúng ta mua nhà khó lắm, nhưng mà lại mua nhà được. Rồi kiếm việc làm nữa, lương cao nhất từ đó giờ. Chúc mừng Thúy Vi, chúc mừng lời làm chứng của Quỳnh Hoa, rồi chúc mừng lời làm chứng của Kim Huệ nữa. Tại sao không mở cái tiệm trong cái mùa khác mà là mùa Covid mở được tiệm? Quý vị thấy không? Cho nên tác giả ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ân điển Ngài ban, ân điển Chúa trên quý vị quá lớn. Thưa quý vị đang online với tôi, những người chưa biết Đức Chúa Trời nhưng mà đang thắc mắc về lễ tạ ơn, buổi sáng hôm nay đây là câu trả lời cho quý vị. Chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời bởi vì Ngài quá tốt lành cho chúng ta. Hồi sáng nay tôi để ý một người phụ nữ trong phòng nhóm này cứ khóc hoài, hát cái bài hát tạ ơn cha mà cứ khóc, hát cái bài hát Thank You Lord cũng khóc, Thank You Jesus cũng khóc. Tại sao? Bởi vì không thể cầm được nước mắt với những gì Đức Chúa Trời làm cho mình quá lớn. Đó là ý nghĩa của lễ tạ ơn. Tác giả Thi Thiên David, ông đã trải qua những hoạn nạn để ông viết lên cái vần Thi Thiên này. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì trong ta, hãy cả tụng danh thánh của Ngài. Khi ông vui mừng, ông cũng ngợi khen Chúa. Ông thất bại, ông cũng ngợi khen Chúa. Ông cảm tạ Chúa bởi vì sự thất bại đó đem ông đến thành công hơn. Khi ông thiếu thốn thì cái sự thiếu thốn đó cho ông kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. David nói mọi điều gì trong ta là tất cả những cái điều gì trong cuộc đời của con. Đang lúc bực mình, đang lúc cùng cực, ông cũng có thể ngợi khen Chúa nữa. Bởi vì điều đó là cái cớ để Đức Chúa Trời đưa David lên một cái đòn bẩy để bẩy ông lên chốn cao hơn, chứ không phải để diệt David. Cho nên David đã ngợi khen Chúa, giống như câu chuyện của quý vị sáng hôm nay. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ Ngài. Không quên, ông ngợi khen Chúa. Ông nói là mỗi ngày ông ngợi khen Chúa 7 lần, cảm ơn Chúa. Rồi gì nữa? Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Cái phước hạnh nhất, lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó là Ngài tha thứ cho chúng ta và Ngài chữa lành cho chúng ta. Tôi cách đây 2 tuần tôi đưa một bác ở trong hội thánh đi bệnh viện cấp cứu. Ở trong đó từ 10:30 cho đến 4:30 sáng, tôi chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra trong cái phòng cấp cứu quý vị. Quý vị mà cảm thấy mà mình không muốn sống nữa đó, mà thôi mình chán quá đi, đi vô phòng cấp cứu ngồi trong đó. Rồi chúng ta thấy, ô cảm ơn Chúa cho con còn sống, cảm ơn Chúa cho con khỏe mạnh, cảm ơn Chúa cho con sức khỏe là vàng. Đúng như vậy, vô phòng cấp cứu tôi thấy sức khỏe là vàng quý vị ơi. Cho nên chúng ta, tôi cảm ơn Chúa vì Chúa cho con khỏe mạnh, con không có bệnh tật gì hết. Đó là cái lời cảm tạ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ân điển Chúa quá lớn. Ấy là Ngài chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Thưa quý vị, tôi muốn nói cho quý vị cái điều này. Giáng sinh á, thì nhân loại thường thường á, có ông già Noel. Giáng sinh thì có cây thông, có tuyết rơi, như cái điều chúng ta nghĩ. Mà thật ra Chúa, cái câu chuyện này thì Chúa sinh ra không phải ở trong cái hoàn cảnh mà có tuyết rơi. Cái này là lịch sử. Nhưng mà dường như những cái lý do đó làm cho chúng ta quên cái mục đích của Giáng sinh. Phải không à? Bây giờ tương tự lễ tạ ơn, có gà tây. Lễ tạ ơn thì có cái bí đỏ. Lễ tạ ơn thì có những cái hoạt động mà chúng ta quên đi cái mục đích của sự tạ ơn. Nhưng mà sáng hôm nay Hội Thánh đã nhắc lại cho chúng ta mục đích của sự tạ ơn. Chúa quá tốt lành, Chúa làm quá nhiều điều cho chúng ta. Đáng lẽ chúng ta chết rồi mà Chúa vẫn cho chúng ta sống động. Đáng lẽ chúng ta tiêu tùng rồi, Đức Chúa Trời cho chúng ta mạnh mẽ. Để chúng ta thiếu nợ, chúng ta thiếu thốn, nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi sự. Cho nên chúng ta ngợi khen Chúa. Jeremy đoạn 29 câu 11 hồi nãy. Bởi vì ý tưởng và chương trình của Chúa là chương trình tốt lành, không phải là tai họa, thưa quý vị. Đó là lý do chúng ta ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa. Chớ quên các ân huệ Chúa là chủ đề của ngày hôm nay. Và tôi xin tóm lại trong 4 điều cho quý vị. Nhanh, 3 điều thôi, nhanh, gọn lẹ. Chúng ta chớ quên các ân huệ của Chúa. Lễ tạ ơn, thì tôi nói quý vị đó, lễ tạ ơn mà tạ ơn ai, thưa quý vị? Vì sao chúng ta tạ ơn Chúa? Và cảm tạ Chúa với thái độ nào đây? 3 điều ngắn gọn chúng ta nên nhớ sáng hôm nay. Lễ tạ ơn, thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng hãy làm điều đó vì Đức Chúa Trời mà tôi đã chia sẻ cho quý vị. David có một cái lễ tạ ơn riêng của David. Câu chuyện cuộc đời của David, ông ngợi khen Chúa bởi vì những gì Chúa giải cứu ông trong Thi Thiên 103. Khỏi Sao Lơ, khỏi những kẻ bắt bớ. Khi còn nhỏ, David đi chăn chiên, bị các thú dữ tấn công. Ông giải cứu chiên bằng cách ông lấy gậy, ông
chọi nó, ông đánh nó, ông dùng đá để ông ném nó. Và Đức Chúa Trời đã tập luyện và bảo vệ David. Khi ông lớn lên, được sức dầu làm vua thì phải chạy trốn Saul. Và từ cuộc đời của David, ông đã trải nghiệm những sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Cho nên David có một cái Thanksgiving riêng của ông. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có Thanksgiving riêng của mình cho Đức Chúa Trời không? Và câu trả lời rằng có. Ai làm chứng? Tôi làm chứng đây. Sáng hôm nay tôi nghe quý vị mỗi một câu chuyện quý vị là một cái Thanksgiving không thua gì David. Cho nên hãy có cái ngợi khen Chúa, hãy cảm tạ Chúa mỗi ngày nha quý vị. Đừng quên cảm tạ Chúa và những gì Chúa làm cho chúng ta. Lái xe mà xem chút gây tai nạn, cảm tạ Chúa. Bởi vì Chúa cho con còn sống để con được thờ phượng Ngài. Đó là một lời cảm tạ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Rồi dân Israel tạ ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giải cứu họ trong câu chuyện ECT đoạn 9 quý vị. Dân Israel đã đáng lẽ đã bị tuyệt diệt rồi. Quý vị biết rằng ông Haman á là một cái người giàu thuộc dòng dõi của Agag, mà Agag là người Amalek, mà Amalek á là do Esau mà sanh ra. Cho nên Chúa gọi Chúa tuyệt diệt Amalek. Và bởi vì cái lệnh truyền của Chúa cho Israel và Israel phải tuyệt diệt Amalek đã làm cho cái lòng của Haman không bao giờ tha thứ cho Israel. Và ông đã ra một cái lệnh đó là phải giết Mardochê. Không chỉ giết Mardochê mà cả dân Israel. Và Đức Chúa Trời đã giải cứu Israel từ cái sự giết hại đó đó, cái mưu trước đó đó. Cho nên Mardochê và Israel đã có một cái lễ Phurim hàng năm, đó là ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu mình. Cho nên cái lễ tạ ơn của Israel đó là ngợi khen Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay ở trên nước Mỹ này có nhiều lễ, phải không ạ? Giáng sinh, phục sinh, nhưng mà lễ tạ ơn là được nhiều người Mỹ nhắc đến nhiều nhất. Bởi vì không thể cảm ơn Đức Chúa Trời, không thể quên được, bởi vì có nhiều điều mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Đức Chúa Trời về những gì Ngài làm cho chúng ta. Đó quý vị thấy không? Cái mục đích của sự tạ ơn là dân Israel đã ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi những người di cư từ Anh tạ ơn Đức Chúa Trời từ năm đầu tiên vào 1621 cho đến năm 1941. Cái lễ tạ ơn đã được Franklin Roosevelt, ông là Tổng thống Hoa Kỳ, và ông đã hợp thức hóa, cũng như là ông đã thông qua gọi là quốc hội đó, để mà chính thức để công nhận cái lễ này cho đến ngày hôm nay. Chúng ta biết cái lịch sử là như vậy. Và gì? Những người đầu tiên di cư đến Hoa Kỳ đã ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhớ nha, tạ ơn thì phải tạ ơn ai? Đối tượng của chúng ta là ai? Giáng sinh thì đối tượng của chúng ta, cái trung tâm điểm là ai? Là Chúa Giê-xu. Chúng ta ngợi khen là ngợi khen Đức Chúa Trời. Rồi, chúng ta đi qua phần thứ hai, ngắn gọn kết quả cho chúng ta. Vì sao chúng ta tạ ơn Chúa? Quý vị biết tại sao không? Tại vì mình ưa quên. Đơn giản là tại sao mình quên, con người của chúng ta ưa quên. Tại sao chúng ta ngợi khen Chúa? Bởi vì em hay quên. Có một cụ bà hỏi ông mục sư trong hội thánh của mình rằng: thưa mục sư, sao mục sư giảng đề tài cũ hoài vậy? Mục sư có câu chuyện kể hoài vậy? Mục sư giảng có một bài nhưng sư giảng hoài, tôi nghe mục sư nói hoài. Mục sư trả lời đơn giản thôi: thưa cụ, tại vì chúng ta hay quên, cho nên mục sư giảng hoài cái đề tài đó. Tại vì chúng ta hay quên. Chúng ta quên cảm tạ Chúa. Đó là những gì mà chúng ta thường đối xử với Chúa đó quý vị. Cho nên tại sao chúng ta cảm tạ Chúa? Tại vì chúng em hay quên, chúng ta hay quên. Cho nên đừng có quên cảm tạ Chúa nghe quý vị. Sao hôm nay chủ đề bài hát của chúng ta: cảm tạ Chúa, ngày ban Chúa Giê-xu, thank you Jesus, thank you Lord. Chúng ta ngợi khen Chúa và nhớ không phải làm ngày cái điều đó ở trong cái thứ năm, ngày thứ năm tuần thứ tư của tháng 11. Nhưng mà 365 ngày hãy tạ ơn Chúa. Lý do chúng ta tạ ơn Chúa là bởi vì chúng ta hay quên. Bây giờ phải đừng có quên nữa. Ngợi khen Chúa thì không quên nữa. Tạ ơn Chúa thì không quên nữa. Điều thứ hai, tại sao chúng ta tạ ơn Chúa? Là bởi vì chúng ta được Chúa cứu và tha thứ. Ông vua David nói rằng: bởi vì Ngài tha thứ tội ác của con và chữa lành mọi bệnh tật của con. Ngài tha thứ tội ác. David là một vị vua tốt, nhưng mà ông không phải là ông hoàn hảo. Và cái điều tôi nghĩ rằng David biết ơn Chúa nhiều nhất đó, đó là sau khi ông phạm tội tà dâm, ngoại tình và giết người đó. Cái tội đó là cái tội kinh khủng quý vị, ném đá cho chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã cất nhắc ông, thương xót và chữa lành ông, tha thứ cho ông. Không có cái tội nào lớn như cái tội đó quý vị. Và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho David. Đó là cái điều mà ông biết ơn Chúa, ông tạ ơn Chúa. Bữa nào tôi hát cho quý vị nghe cái bài hát Thi Thiên 103 câu 1 tới câu 3.
Hỡi tâm linh hãy hát ngợi khen Giê-xu, giới gì trong ta, hãy hát ca tụng danh Ngài, hallelujah. Đừng quên các ân huệ Ngài, đó là chủ đề chúng ta đó, chủ đề chúng ta đó. Ây là Ngài tha tội ác người, đừng quên các ân huệ Ngài, đấng chữa lành các bệnh của người, tăng, 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 đó, phối bài luôn cho quý vị. Dạ vâng, tôi nói bữa nào hát nhưng mà tôi có cái link bài này tôi gửi cho quý vị. Bữa nào tuần sau chúng ta có thể hát bài này, được Chúa cứu và tha thứ. Điều thứ ba là gì? Được Chúa chữa lành. Giờ tôi mà hỏi quý vị, bao nhiêu người cho chúng ta được Chúa chữa lành đó? Nãy nghe cô Tuyết nói tôi giật mình luôn, nói lộn siêu vi gan si thành viêm phổi, tôi giật mình. Nhưng mà dù sao thì Chúa cũng chữa lành cho mình, cảm ơn Chúa. Bây giờ hỏi bao nhiêu người chúng ta được chữa lành, tôi khỏi kêu quý vị và giơ tay lên. Tôi biết quý vị ít nhất trong cuộc đời theo Chúa một lần Chúa chữa lành cho chúng ta. Chúng ta biết ơn Chúa không? Biết ơn Chúa, dạ, về sự chữa lành của Ngài. Tại sao chúng ta tạ ơn Chúa? Tại vì chúng ta ưa quên, vì chúng ta phải ngợi khen Chúa, tạ ơn Chúa. Lý do thứ hai là gì? Lý do tôi nói đó, bởi vì Chúa cứu chúng ta và chúng ta được tha thứ. Lý do thứ ba là bởi vì Đức Chúa Trời chữa lành cho chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời quá nhân từ trong câu số 4 của Thi Thiên 103. Mà tôi tạm cắt ở đây để mà chúng ta sẽ học sau cái lần sau. Cảm giác của quý vị thế nào khi con cái chúng ta tri ân người hàng xóm? Chúng ta nuôi nó lớn lên, nó qua nó cảm ơn người hàng xóm. Chúng ta cảm giác sao? Ta đẻ con ra mà con đi tri ân cái người khác à, cùng cái cảm giác đó đó. Đối với Chúa cũng vậy. Chúng ta phải cảm tạ Chúa quý vị à. Đừng có cảm tạ sai mục đích, sai mục tiêu, sai đối tượng thưa quý vị. Hãy cảm tạ là phải cảm tạ Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Điều thứ ba hôm nay chúng ta học tóm lại là cảm tạ Chúa với thái độ nào đây? Tôi cảm tạ Chúa với thái độ nào? Ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 1. Hỡi linh hồn ta khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Để câu 2 là hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Khá và hãy, đó là một cái sự kêu gọi chúng ta là hết lòng với Chúa. Mọi điều gì trong chúng ta là tất cả mọi cái, ngay cả chúng ta buồn giận, chúng ta lo lắng, chúng ta cũng hãy ngợi khen Chúa nữa. Chứ không phải nó còn đang hận, con đang buồn, con đang sùng, con không thể nào cầu ha ca ngợi Chúa được, ngợi khen Chúa được. Nếu chúng ta cảm tạ Chúa được trong cái lúc đó đó, chúng ta là người được Đức Chúa Trời ban phước và Chúa đưa chúng ta lên một cái mức độ cao hơn trong đức tin của chúng ta. Nhớ nha quý vị, hãy cảm Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà ai làm phước cho mình, ai làm ơn cho mình á, thì chúng ta cũng nhớ cảm ơn họ. Bởi vì chúng ta nhớ cái điều này tôi mở ngoặc ra thêm á, là bởi vì đó thập tự giá có hai chiều, chiều đứng và chiều ngang. Và có nhiều anh chị em thì quên cảm ơn cái người đồng lao với mình, đồng công với mình. Đây là dịp mà chúng ta hãy cảm ơn họ đó, cũng cảm ơn họ nữa. Nếu Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta không thấy mà chúng ta còn cảm tạ Chúa đó, thì anh em chúng ta là người mà mình thấy đó, mình hãy cảm ơn với những gì họ làm cho mình. Nếu mà chúng ta có thói quen cảm tạ Chúa thì chúng ta sẽ có thói quen biết ơn cái người đang sống chung với mình, những người đang sinh hoạt trong cộng đồng, trong hội thánh. Nó như người chúng ta giúp đỡ xong, quên cảm ơn Chúa, rồi đi về. Với cái gì cũng cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng mà còn cái người đang giúp chúng ta kìa. Tôi đang nói cái điều này nè, cảm tạ Chúa với thái độ nào, mọi điều gì ở trong chúng ta. Ngay cả cái luân lý, cái đạo đức của chúng ta, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm điều đó với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ làm đỡ với anh em chúng ta được. Tại sao có những người sống không biết cảm ơn cái người giúp đỡ mình? Đó, là tại vì họ không có cảm ơn Đức Chúa Trời, không có cảm ơn đấng tạo nên mình đã làm cái điều đó. Khi mà mình tri ân Ngài rồi thì mình sẽ tri ân và cảm ơn những người đã làm phước, đã làm ơn cho mình. Cho nên ở trong ECT có hai lần, từ câu 20 của đoạn 9 đến câu 22, từ câu 14 cho đến câu 15. Thì cái khoảng đó nó đến hai lần. Người ta vui quá, người ta làm gì? Người ta tặng quà cho nhau trong cái ngày lễ tạ ơn. Phu-rim là tạ ơn đó. Rồi họ trao quà cho nhau, họ ăn uống mở yến tiệc. Cho nên khi chúng ta làm điều đó thì hãy cảm ơn nhau. Hãy cùng với nhau ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi đi cái điều kế tiếp nè. Cảm tạ Chúa với thái độ nào? Vì Chúa dạy chúng ta về sự cảm ơn nhiệt tình. Thiệt tình và nhiệt tình đó quý vị. Ở đây nói đến những cái người mà bị phun đó, được Chúa chữa lành, có 10 người phun và Chúa đã chữa lành cho 10 người. Nhưng mà chỉ có một người trở lại để cảm ơn Chúa, Giê-xu. Nhưng điều này Chúa dạy cho chúng ta rằng phải luôn luôn có tấm lòng cảm tạ Chúa ngay tức khắc về những gì Ngài làm. Và cũng nhớ rằng chúng ta hãy thiệt tình với anh em mình nữa. Những gì họ làm cho chúng ta, hãy tri ân họ. Hãy cảm ơn họ, bởi vì chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Và cái người ở kế bên chúng ta đó là cái người mà
cũng cần được sự khích lệ, cần để cho chúng ta tri ân và cả hai cùng nhau ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa về cái không khí thờ phượng Chúa sáng hôm nay thật là mang ý nghĩa của sự tạ ơn, thưa quý vị. Bây giờ tôi xin mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng hướng về Chúa, và tôi hỏi quý vị một câu hỏi, hai câu hỏi nhỏ trong sự cầu nguyện tới đây. Quý vị có lời Thanksgiving của chính mình dành cho Chúa mỗi ngày không? Có không quý vị? Vâng, nếu chưa có thì chúng ta hãy tập tìm ra cái điều gì đó. Hãy nghĩ về quá khứ của mình để tìm ra những gì Chúa đã làm để cảm tạ Chúa. Không phải nhìn về quá khứ với cái gánh nặng trĩu và cái sự thù hằn với cái sự tổn thương. Nhưng mà nhìn về quá khứ với một lý do, đó là tìm những ước hạnh của Chúa. Hãy đếm các ơn phước đó để tạ ơn Đức Chúa Trời. Mỗi lần nhớ về quá khứ, chúng ta nhớ điều này tôi được nói đây, khắc ghi ơn Chúa và cảm ơn Chúa với lòng biết ơn Ngài. Và đừng quên các ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Amen. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay hội thánh của Chúa đã ngợi khen Chúa một lần nữa ở trong lời tạ ơn Ngài. Và đây là điều chúng con rất là được phước. Xin Chúa ban phước cho anh chị em chúng con trong tuần lễ tạ ơn này. Và không chỉ tuần lễ này, mà suốt năm nay, 365 ngày của năm tới và suốt cuộc đời chúng con sẽ luôn dứt không dứt lời ca ngợi và cảm tạ Chúa và mọi điều. Chúng con sẽ học tập như điều mà ông vua David đã làm. Mọi điều gì trong chúng con sẽ ngợi khen, ca tụng danh thánh của Ngài. Xin Chúa ban phước cho dân sự của Ngài. Con nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Chúa trong tuần lễ mới. Tình yêu thương của Đức Chúa Cha, sự ân điển yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ, quyền năng và các ân tứ của Ngài ở trong chúng con và theo đuổi hội thánh của Chúa, cho chúng con ảnh hưởng đến cộng đồng và cứu được nhiều người trở về nhà của Chúa. Qua chúng con, qua lời tạ ơn chúng con có thêm quyền năng trên đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng hát tôn vinh Chúa, hallelujah, trước khi chúng ta tất lễ buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì sự trung tín của quý vị ở trong sự nhóm lại buổi sáng hôm nay và hết lòng của chúng ta. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn hội thánh.